một văn sĩ vô danh đã tưởng tượng ra cuộc đối thoại sau đây giữa Chúa Giêsu và anh John. Một hôm, John đến cầu nguyện dưới chân thập giá. Trong lúc tâm hồn trào dâng niềm cảm mến đối với Chúa Giêsu đang chịu đóng đinh trên thập giá, John cảm thấy mình bị thôi thúc đến gần bên Chúa, gỡ ra từng cây đinh đang đóng chặt vào chân tay Ngài. Gỡ đinh xong, anh nhẹ tay đặt Chúa nằm trên bàn thờ. Anh nhẹ nhẹ bước đi tìm chút nước để thấm vào môi miệng Chúa và lau rửa các vết thương. Nhưng lạ lùng thay, khi trở lại bàn thờ, anh không thấy tượng Chúa đâu nữa cả. Nhìn lên thập giá, anh lại thấy Chúa bị treo vào thập giá như trước. Không chút ngần ngại, anh bắt đầu lại công việc tháo đinh, đem tượng Chúa lại đặt trên bàn thờ. Nước đã có sẵn, nhưng anh cần miếng bông gòn để thấm nước. Tìm được bông gòn trở lại bàn thờ, thì Gioan đã thấy tượng Chúa bị treo lại như lần trước. Lạ lùng quá, anh mới hỏi Chúa. Lạy Chúa, tại sao Chúa cứ muốn bị treo trên thập giá này mãi như vậy? John nghe tiếng Chúa đáp lại như sau. John, con thân mến, thập giá Kitô không thể nào không có ta trên đó. Chính vì thế mà ta luôn luôn trở lại đó, chấp nhận bị treo mình nơi đó. John thinh lặng suy nghĩ, rồi anh ta tháo những cây đinh như hai lần trước. Vừa đặt Chúa xuống, John không đi đâu nữa, nhưng vội vàng đặt mình vào thập giá, chịu đóng đinh thế chỗ cho Chúa. Và kể từ đó, Chúa Giêsu không còn có thể trở lại thập giá của Ngài nữa. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện vui tưởng tượng trên nhắc chúng ta một trong những khía cạnh của con đường tu đức Kitô giáo. Anh John chứng tỏ tình yêu của mình đối với Chúa bằng việc chịu đóng đinh vào thập giá Chúa. Bao lâu chúng ta không đóng đinh mình vào thập giá Chúa, thì bấy lâu chúng ta chưa thể chia sẻ những đau khổ với Ngài, chưa thể trở thành đồ đệ đích thực của Chúa. Con có uống được chén Thầy sắp uống hay không? Việc ngồi bên tả hay bên hữu Thầy không do Thầy quyết định. Phần chúng con, chắc chắn chúng con sẽ uống chén Thầy uống. Nơi một đoạn khác, Chúa Giêsu đã nói rõ, ai muốn theo ta thì hãy từ bỏ mình, vác lấy thập giá mình hằng ngày mà theo ta. Chúa không cần chúng ta đi tìm nước, tìm bông gòn để lau mặt Chúa, nhưng cần chúng ta chấp nhận đóng đinh mình vào thập giá Chúa, chấp nhận từ bỏ mọi sự để theo Ngài. Kinh nghiệm sống của Thánh Phaolô Tông Đồ cần được chúng ta noi theo. Tôi hoàn tất nơi chính mình những gì còn thiếu nơi sự thương khó của Chúa. Thập giá là biểu lộ cao cả nhất của tình yêu. Chúa yêu thương chúng ta, đến nỗi Chúa chịu chết trên thập giá. Ta yêu mến Chúa, ta cũng phải chịu đóng đinh với Ngài vào thập giá. Lạy Chúa, Chúa không muốn chúng con yêu Chúa bằng môi miệng bên ngoài, nhưng bằng chính hành động cụ thể, bằng việc chấp nhận chịu đóng đinh chính mình vào thập giá Chúa, chịu đóng đinh chính mình cùng với Chúa. Xin giúp chúng con luôn trung thành với lý tưởng sống này. Amen. Oh,
chơi.